Đỗ Mỹ Linh bất ngờ nhắc chuyện bầu bí sau đám cưới cổ tích với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC đã diễn ra vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Ngày trọng đại của đôi uyên ương là sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Đám cưới quy tụ sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng như Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, ca sĩ Hương Giang, ca sĩ Tuấn Hưng. Trong số dàn khách mời phải kể tới bà bầu MC Thu Hoài. Mới đây, nữ MC thể thao xinh đẹp chia sẻ lại ảnh chụp cùng cô dâu Mỹ Linh, cùng với hai tấm hình của mẹ bầu và nàng hậu. Thu Hoài không quên nhắn tới Mỹ Linh, đi ăn cưới là nhã ví bầu ngay, chúc cô Đỗ Mỹ Linh trăm năm hạnh phúc và sẽ luôn rạng ngời thế này nhé. Ngay khi được đàn chị nhã ví bầu, Hoa hậu Việt Nam nhanh chóng đáp lời, mong xin ví thành công. Thấy cô em xinh đẹp rất hào hứng với chuyện bầu bí, Thu Hoài khẳng định, nhã là dính luôn nha. Phía dưới phần hội thoại của hai người đẹp, một cư dân mạng nhắn nhủ, Linh bầu phải sinh đôi hoặc sinh tư. Kết hôn ở tuổi 26, Đỗ Mỹ Linh nhận được những lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ khắp cả nước. Cô được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn tài năng, lập gia đình với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai út nhà bầu Hiển. Cô và ông xã được mong chờ sớm báo tin vui. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa tình yêu, nàng hậu cũng chẳng ngại ngần chia sẻ với dân Việt. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, tôi đều phải học cách cân bằng. Tôi và anh ấy luôn luôn dành sự tôn trọng cho nhau, luôn lắng nghe suy nghĩ của đối phương để có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Trong lễ cưới, cô dâu chú rể còn bày tỏ lòng hiếu thuận bằng cách tặng hai bó hoa cưới theo phong cách thời ông bà anh cho bố mẹ. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, đây là ngày vui của chúng con, nhưng chúng con nghĩ người vui hơn là bố mẹ. Con may mắn khi được sinh ra trong gia đình mà đến giờ bố mẹ vẫn bên cạnh nhau, yêu thương nhau. Tình cảm bố mẹ dành cho nhau chính là cảm hứng lớn nhất để chúng con noi gương và sống cuộc sống hạnh phúc sau này. Bình thường con không hay nói những câu này, nhưng hôm nay con xin được gửi lời cảm ơn từ tận sâu trong tấm lòng đến với bố mẹ. Thiếu gia Đỗ Vinh Quang còn tiếp lời vợ, chúng con yêu bố mẹ rất nhiều, con mong là chúng con được hạnh phúc như bố mẹ, được bên nhau nhiều chục năm nữa. Kể từ sau khi được cầu hôn vào tháng 4 năm 2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng cùng nhau chuẩn bị mọi khâu cho hôn lễ. Chiếc váy cưới Đỗ Mỹ Linh diện bước vào lễ đường được thiết kế thêu hoa, tôn lên vẻ đẹp thanh khiết của cô dâu mới. Không hở bạo để khoe vẻ gợi cảm như nhiều cô dâu khác, nàng hậu diện váy thanh lịch, phù hợp với từng tiết mục của đám cưới. Hầu hết váy của Đỗ Mỹ Linh đều được thiết kế riêng và khiến cô dâu bật khóc. Đây chính là em trong lần đầu nhìn thấy. Sau màn bước vào lễ đường, thay vì cùng hát những ca khúc về tình yêu, thì Đỗ Mỹ Linh và chồng lại chọn cách dùng lời hát để thể hiện tình cảm, sự tri ân dành cho bố mẹ hai bên. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh biểu diễn bài Ước mơ của mẹ và cùng chồng song ca Cảm ơn cha. Trong lúc đó, những hình ảnh ngày thơ ấu, gia đình sum vầy của cả hai được trình chiếu trên sân khấu, khiến hoàng khách rưng rưng xúc động. Ngoài ra, người hâm mộ cũng đặc biệt ấn tượng với lời chúc mừng của Hương Giang. Trên trang cá nhân, Hương Giang đã chia sẻ lại khoảnh khắc sánh vai bên cô dâu Đỗ Mỹ Linh, kèm bài viết giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh, một lần nữa chúc mừng Đỗ Mỹ Linh đã chính thức tìm được bến đỗ cuộc đời. Bên cạnh đó, cô cũng lắc đầu thở dài khi chưa thấy ai rước mình về dinh. Chờ tới lượt mình mà chưa thấy ai rước về dinh, chúc mừng cô dâu tháng 10 xinh đẹp Đỗ Mỹ Linh, chúc em gái trăm năm hạnh phúc. Phía dưới bài viết, người hâm mộ liên tục để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của hai nàng hậu. Đồng thời, fan sắc đẹp cũng hy vọng Hương Giang có thể tìm thấy bến đỗ cuộc đời trong thời gian tới.